Ngày hôm nay em lại đi Mậu Cúc, cận cảnh của quê hương. Và một điều đặc biệt nữa là cận cảnh thì có rồi, và đặc biệt nữa là em sẽ quay cái cảnh mà là lúc con cúc nó nghe cái loa có tiếng phai, tiếng cúc nó nghe tiếng loa nó sẽ đi vào, chứ đi vào tới nơi cái gương. Còn lúc cận cảnh thì em không quay, nó lúc đi vào thì ngày hôm nay em sẽ quay cái lúc con cúc nó đi vào. Và em cũng khẳng định một điều là trên mạng chỉ quý vị và các bạn không tìm ra clip thứ hai như em làm hoàng hôm nay.